Ngày 20 tháng 5 vừa qua, bộ phim Vợ Ba chính thức xong chiếu ở các cụm rạp sau 4 ngày tạo ra ở Việt Nam. Trước đó, dự án phim của đạo diễn Nguyễn Phương Anh chiếm được không ít ý kiến trái chiều khi để diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng. Không chỉ ở phía dư luận, những người hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và nghệ sĩ trong xóm giải trí cũng đã có những nhận định trái ngược nhau khi Vợ Ba xong chiếu. Phim Vợ Ba nhận ý kiến trái chiều khi xong chiếu. Là đạo diễn của rất nhiều bộ phim nhiều người biết đến và cũng từng có phim quảng chiếu vô thời hạn là Bụi Đời Chợ Lớn, Cha Lai Nguyễn chia sẻ rằng, tuần trước một người bạn làm tạo ra những phim bom tấn Hollywood gửi tôi một bài review của báo Neo-Timex về Vợ Ba. Mình thấy rất vui mừng vì thật không thuận tiện một phim Việt Nam được một tờ báo lớn như vậy thân mật và khen ngợi. Hôm nay nghe tin phim không được chiếu nữa mình thật đau lòng. Đạo diễn Phan Xê-nê cũng biểu thị sự đáng tiếc cho Vợ Ba khi viết dòng trạng thái có đoạn, điều đáng tiếc ở đây chính là cơ hội để xem các phim nghệ thuật ở ngoài rạp Việt Nam sẽ ngày càng thu hẹp lại. Và đương nhiên, đó chỉ là thiệt thòi cho những ai thân mật đến dòng phim này. Với đám đông còn lại, chẳng thân mật đâu, vì cuộc đời họ chỉ ngập tràn những cuộc đấu tố từ vụ này lịch sự vụ khác mà thôi. Đạo diễn Cha Lai Nguyễn đảm nhận vai Xuân Hero đóng cảnh đồng tính chân thực trong Vợ Ba, Mai đã khổ sở viết lên trang cá nhân. Sau khi nhận thông tin phim Vợ Ba bị cấm chiếu thực sự mình đã rất sốc và buồn đến ngơ người. Thực sự tiếc cho những người theo dõi chưa kịp ra rạp xem phim, bởi phim rất đẹp, chân thực, tinh tế, hàm ý sâu sắc, yêu thương cảm đến ngắn ảnh. Phim nói thông báo nói nhân quyền và nữ quyền cho thiếu nữ và trẻ em. Cô còn thẳng thắn nói rằng, dừng chiếu phim Vợ Ba là như một bạn dạng án bóp nghẹt tiếng nói của người thiếu nữ. Đỗ Anh họa sĩ kiến tiếp phim và là chồng của người mẫu Lê Thúy thẳng thắn trách móc những người cũng hoạt động trong nghề dưng chê bai phim. Các anh các chị có ném đá dấu tay thì các anh chị cũng là những người làm phim đấy. Sống với nghề cho tử tế vào thì mới mong có ngày thành công. Còn không thì mãi cũng không có cửa chạm vào những thành công của Vợ Ba đâu, Đỗ Anh viết. Một cảnh của Mai đã trong phim. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến bênh vực, biểu thị sự đáng tiếc thì cũng có không ít nhận định trái ngược lại. Là một đạo diễn trẻ nhưng đã ghi dấu ấn qua dự án Du Quy Đại Náo, Lê Thiện Diễn khen phim Vợ Ba có khung hình đẹp, yêu thương cảm được với hero chính. Nhưng Lê Thiện Diễn cảm thấy sốc khi cô nhỏ nhắn 13 tuổi phải đóng cảnh đồng tính táo bạo với Mai Đa và một số cảnh khác trong phim. Tự nghĩ không biết có tàn khốc quá không khi tóm cô nhỏ nhắn diễn như vậy. Không biết sau này, tương lai có đền đáp xứng đáng sự hy sinh của em trong bộ phim hay không? Lê Thiện Diễn bày tỏ suy nghĩ. Ca sĩ Pha Lê vừa đăng lên trang cá nhân một bài review khá dài sau khi xem Vợ Ba. Nữ ca sĩ cho biết không muốn nhắm tới diễn viên, đạo diễn hay bất cứ thành viên nào liên quan gì toàn người quen biết. Nhưng Pha Lê khẳng định ngay đầu phim đã nổi gai ốc và cảm thấy quá tởm khi xem cảnh nóng. Phàm là phim ảnh thì đâu có nghĩa là phải thật, hero 13 tuổi đâu có nghĩa phải dùng cô nhỏ nhắn 13 tuổi để đóng, Pha Lê viết thêm.